các bạn. Tô màu hả Mon? Dạ. Này màu gì? Màu chanh cát. Hôm nay bạn Mon sẽ tô chanh cát hình chú gấu đúng không? Cái này hồi nữa mình sẽ tháo màu đen ra trước rồi được không nha bạn Mon? Mình sẽ tô chú gấu. Đây, giờ đây là những cái hộp màu. Bạn Mon, nếu bạn Mon tô đẹp thì sao nào? Nha cái hộp Mon. Nhìn ra đây nè. Nha cái hộp Mon. Nhớ đăng ký ủng hộ cho bạn Mon nhé các bạn. Rồi bạn Mon tháo ra đi không Mon? Tháo rồi. Cho cát vào đi. Cho cát đen vào. Để mẹ ấy cho, được không? Đây. Để tiếp bằng bon chỗ này ấy, tí xíu kiểu mà tự tô nha. Này cũng đơn giản mà bằng bon, chỉ việc rải cát cho nó đều như đây thôi, đâu có gì đâu. Nguyên con gấu màu đen luôn. Sao? Mắc cười quá, nguyên gấu màu đen mắc cười. Rồi bạn con múc thêm đèn, không múc cát để vô đèn. Nguyên gấu màu đen mắc cười quá. Đây, mình đã tô xong cái phần này màu đen của con gấu rồi đó, đúng không? Giờ tiếp tục nè, bạn Mon tô tới phần nào? Mon tự khui ra đi. Ủa, cái cây của con đâu rồi? Cái cây của Mon đâu rồi? Cái mặt. Rồi tới cái này đi, mình đi vòng trong này. Tiếp cho bạn Mon. Hai cái tai đúng không? Hai cái tai áo đó mà. Tai áo như hai cái quần. Bạn gấu này là bạn gấu đực hay bạn gấu cái không biết nữa bạn Mon. Này gấu đực. Ủa gấu đực sao mặt màu hồng? Gấu đực hay gấu cái chứ gấu cái quá. Gấu cái. Ừ, rồi giùm tôi lấy màu hồng. Yêu quá bạn Mon. Giờ mình gỡ tiếp màu khác đi bạn Mon. Mình gỡ phần nào? Gấu xinh đẹp, gấu xinh đẹp. Ui. Mon dựng nhé.
Rồi, bây giờ còn hai cái lỗ tai với hai tay chân nữa ha. Hai cái lỗ tai mình gỡ đi. Hai lỗ tai với hai cái chân thì sẽ là màu xanh. Xanh lá cây. Xanh lá cây. Đúng rồi. Ủa, hai cái này là màu xanh. Gỡ trên bên tay. Rồi, gỡ cái còn lại đi. Bịt tay lại. Rồi, giờ mình sẽ tô màu xanh lá cây. Cho cát vào đi, bông hoa nhiều xíu bông hoa. Có tí xíu đâu có đủ. Nhiều lên, thêm nhiều lên. Xong rồi còn hai cái tay, xin gỡ luôn hai cái tay nha. Hai tay con gấu này là màu xanh gì bông hoa? Xanh biển. Hả? Xanh biển. Xanh biển. Gấu của bông hoa là thứ xong rồi đó. Cái tay con gấu nó là xong. Xong. Đây con gấu của bạn Ngon đã hoàn thành rồi đây. Rồi sao bạn Ngon? Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Rồi sao bye bye sẽ quay kênh nhé. Ký hộ con nhé. Các bạn ơi nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Mon nhé các bạn. Nhớ thấy con gấu của bạn Mon tô xanh cát đáng yêu thì các bạn đăng ký nhé.